Xin chào cả nhà. Hôm nay mình đi làm về mình phải làm nhiều món để ngày mai mình đem vô chỗ làm mình đãi cho những bạn làm chung á. Tại vì có tin vui đó cả nhà. Mình làm cơm xào nha, giống như cơm chiên Dương Châu vậy đó. Thì nguyên liệu là có thịt răm bông, có đậu Hà Lan, có cơm, có cà rốt. Đó, mình xào theo kiểu của nhà mình đơn giản thôi, với trứng. Đó. Cà rốt này mình lấy trong đông đá ra nha cả nhà. Nhà mình cắt một lần cả ký lô vậy đó, cắt hột lựu nhỏ cho cái mình bỏ tủ đá để dành mình xài á. Mỗi lần mình cần xào cơm cái mình chỉ lấy ra chút xíu thôi, nó tan nhanh lắm. Rồi trứng mình chiên mình cắt nhỏ sẵn luôn đây. Đó, giờ mình chuẩn bị đi xào cơm đây. Mình không có quay kỹ nha cả nhà, từ từ đây tới chiều mình phải làm tới 5-6 món lận. Giờ mình cho chảo dầu nóng ha, cái mình sẽ cho cái hành tím vô. Lấy được. Mình cho cái hành tím nó vàng cái. Vàng cũng không vàng nhiều, vàng chút như nãy giống như nãy vậy đó. Thế là bây giờ mình cho cơm vô ha. Cho cơm vô mình xào. Rồi bây giờ bắt đầu mình nêm nè, nêm bột nêm, nước mắm với chút xíu bột ngọt với chút xíu đường. Đó là bột nêm chay á cả nhà, cho nên là nó có cái màu vàng của rau củ quả đó. Rồi được rồi. À với mình có cho chút xíu tiêu nữa cả nhà cho nó thơm. Rồi bây giờ cho cà rốt bên chí bôi vô luôn, điểm thôi hồi nó không chín cà rốt đó. Tại vì hai cái này mình lấy trong đông đá ra đó, cho nên là giờ mình phải xào. Hồi vậy thấy cà rốt với bơ đậu Hà Lan chín này là được rồi đó, là giờ mình cho trứng vô. Cho trứng vô trộn lên. Thấy không? Cái màu vàng của cơm nó rất là đẹp, tại vì cái đậu cái hạt nêm á, hạt nêm rau củ của mình á, cho nên nó vàng vàng đẹp ha. Được, sắp được rồi đó. Bây giờ mình sẽ múc ra một phần nhỏ, tại vì mình đem đi làm cho một cái đứa bạn nó không có ăn dăm bông á, cho nên là mình múc ra một phần nhỏ rồi còn phần còn lại mình cho dăm bông vô. Thấy cơm của mình ngon không? Trong vòng không tới 10 phút nữa là mình xong cái món cơm của mình ha. Mình dư được một tô này để cho mấy đứa nhỏ ăn ha. Rồi xong rồi một cái phần nhỏ này là mình không có bỏ thịt dăm bông nè, đó là giống như chay vậy đó ha. Tại vì mình có đứa bạn nó người người Ả Rập á cả nhà, nó không ăn thịt heo đó, cho nên mình phải làm riêng phần đó cho Gà này nó. nha cả nhà, này ông xã ông cắt nhỏ nhỏ giùm mình sẵn này nè đó. Cái này thịt ức gà, bây giờ mình sẽ xào cái này cho nó chín để mình làm mì xào với Đây là gà mình đó. có một cái chảo dầu nóng ha, mình cũng là phi hành với tỏi luôn cho thơm đó. Mình xào một tay còn một tay mình quay nha cả nhà. Đó bây giờ mình sẽ cho thịt gà vô ha, ức gà. Gia vị là tiêu ha, rồi bột nêm, đường, chút bột ngọt với dầu hào nha cả nhà. Giờ trộn đều lên. Cái lúc mình nêm gia vị không có ai quay phim được cho mình cả nhà ấy, cho nên là mình không có làm được cái khúc đó, mình phải bỏ vô xong rồi mình mới bắt quay tiếp được.
bột Việt Kuma đó cả nhà, giống như bột nghệ vậy đó. Việt Kuma mình biết tiếng Việt kêu bằng gì, phải bột nghệ không ta? Để cho nó có vàng vàng nè, mình thích cho nó có vàng vàng. Lúc mà trên bếp á mình đang xào ướp gà thì bây giờ mình cho cả nhà coi, ở đây là mình có mì nha. Mì này là mình mua mì khô á, mình ngâm trong nước rồi mình vớt ra cho nó mềm, xong rồi mình vớt ra để gáo ha. Đó, mình sẽ xào cái mì này. Rồi bên đây là mình có cái hành bo vô cắt nhỏ ha, với hành tây cắt nhỏ chung luôn, với cà rốt bào nhỏ chung luôn ha, mình rửa sạch sẽ để đó. Rồi ở đây mình có nấm đông cô ha, mình cũng ngâm mềm mình cắt nhỏ luôn. Rồi ở đây có giá nữa ha, cái bên là có giá. Đó, bây giờ cái món mì xào của mình nó có bao nhiêu thứ đây. Rồi ức gà xong rồi đó cả nhà, thấy không? Mình bỏ bột nghệ đó vô chút xíu đó, cho nên là nó vàng vàng á, thấy không? Nhìn đẹp lắm. Đó. Để mình đi ăn thử miếng nha cả nhà. Ngon. Rồi bây giờ chuẩn bị xào mì. Bây giờ cái chảo mới chạy vô rửa sạch rồi đem ra trở lại cũng cái chảo đó. Giờ mình sẽ cho vào nóng ha, mình chuẩn bị xào mì. Đó, cho mì vô. Ơi mẹ nè, muốn gì? Mẹ đang làm đồ ăn đó. Mình xào mì lên sau rồi bắt đầu mình, giờ mình sẽ nêm gia vị nè, cũng bột nêm, dầu hào, nước tương. Ơi được được, ngày mai mẹ dẫn. Cái này mình phải cho cái chai này nha cả nhà, để cho nó có màu đen của mì. Rồi trộn lên mình lên. Trộn lên mình lên. Bây giờ mình chỉ xào lại cho cái màu nó thấm lại. Nhờ có cái chai sốt hồi nãy đó cả nhà, sốt đen đen đó, sốt soja đó, đen đen đó, cho nên là cái mì mình nó có cái màu lại như vậy. Mình nêm nước tương ha, với sốt đó, với dầu hào, với bột nêm, chút đường, chút bột ngọt, tiêu. Rồi, chỉ có vậy thôi. Mình cho nấm nè, xong rồi mình cho hành nè ha, hành bao vô cà rốt nè. Đó, cho tất cả mấy cái rau vô. Giá là mình cho sau cùng nha cả nhà, rớt cái này dục rồi. Giá là mình cho sau cùng, tại vì giá nó nhanh chín lắm. Đó, bây giờ mình sẽ xào cái rau lên với mì ha. Làm đồ ăn ngày mai đem vô đãi trong chỗ làm á cả nhà ơi, tại vì có tin mừng á, tin vui đó, cho nên là ngày mai tụi nó bắt phải đãi. Cả nhà nhìn thấy ngon cả nhà. Đó, thấy không? Bây giờ lên màu đẹp rồi ha. Thì mình xào cho rau nó chín chín chút xíu cái, tại vì ức gà nãy mình đã xào chín rồi. Giờ mình đâu cần ấy nhiều nữa đâu. Đó, giờ mình chỉ xào rau chín với mì rồi nêm nếm vừa ăn, chứ mình sẽ trộn ức gà vô sau cùng thôi. Với giờ sắp sửa xong là mình phải cho giá nè. Giá với ức gà sau cùng nữa là xong. Cho giá vô nha cả nhà. Giá với ức gà. Cho ức gà vô luôn anh. Hôm nay ba nó đi làm đêm, cho nên là thức dậy phụ với mình cắt rau này kia kia nọ đâu. Được anh ơi, chừa cái kia phần đó cho phần kia. Nhiều quá rồi. Quá trời nhiều thịt luôn rồi đó. Ba nó làm ca đêm á, cả nhà tối mới đi làm, cho nên là vậy phụ cắt rau đồ này kia, làm mì đồ này kia kia nọ với mình. Chứ không thôi đi làm về phải làm nhiều thứ nữa, không có ai phụ đuối á. Cả nhà thấy có ngon không? Đó, mình mì xào của mình ha, hấp dẫn ha cả nhà ha. Bây giờ xào thêm một phần thứ chào hai cả nhà nữa. Đi con. Dạ con xin chào cả nhà. Xin chào ông bà cô chú. Xin chào. Dạ con
xin chào ông bà cô chú cô bạn, hôm nay con tên là gì? Nay con 4 tuổi. Con 4 tuổi, con mới đi học về. Ơi, cho mẹ cầm cái đũa, hay con cầm cái đũa, nó dơ. Nó dơ rồi, nó dính, nó bị đâm vô mắt là bô bô á. Đi, đuôi mắt luôn á. Nhanh lên trả cho mẹ. Ừ, giỏi. Đây giỏi. Rồi, bóc bàn tay đi. Rồi. Đi Nam mới đi học về này cả nhà ơi. Cho nên này Nam đi lục đồ ăn ăn. Cái đó gì vậy Lina? Sô-cô-la. Sô-cô-la đó, trời ơi, chị hai nó làm cho nó đó rồi. Bỏ tủ lạnh về chị đi lấy ăn đó. Ngon không? Chị hai làm ngon không? Quý, ngon hả? Quý. Bữa nay đi học vui không? Kể cho ông bà cô chú nghe đi, nay đi học vui không? Quý. Vui không? Dạ. Ừ, học có vụ gì? Đi học có gì? Con ngủ ngoan. Con ngủ ngoan, giỏi luôn. Rồi là con làm gì nữa? Ở trường con làm gì nữa? Con đi về. Con ngủ ngoan thì con đi về hả? Là mẹ thì nó con ở nhà với tí lệ. Đi lấy sô-cô-la con ra con ăn coi Peppa Pig. À, con đi lấy sô-cô-la ăn coi Peppa Pig hả? Giỏi rồi. Thôi vậy đi ăn sô-cô-la đi. Với cơm xong rồi, bây giờ mình sẽ làm món tiếp theo là món gỏi. Đây mình cho cả nhà coi, đây là cái gỏi bắp cải với cà rốt. Mình đã sắc bóp muối, rửa sạch sẽ ha. Bóp muối, rồi rửa hai bận. Xong rồi đây. Nhưng mà cái này là không phải cái bắp cải Việt Nam mình nha cả nhà. Cái bắp cải nó hơi mềm mềm hơn mà ở trong nó bị gỏng ruột hơn. Cái tiếng Tây nó kêu là su ếch lái, tới trong chợ á. Chợ con phải nhà mình thích ăn cái bắp cải đó. Đó, cho nên là hai lần gọi với nó. Nó ngon cả nhà. Đó ha. Ở đây mình sẽ có miếng giá. Hồi nãy bà Lina không biết cho nên trộn chung vô hết, mình mới lấy ra riêng. Tại mình phải bóp với cái nước gỏi với bắp cải trước rồi sau đó mới cho giá vô, mình mới lấy ra. À, mình sẽ làm gỏi với tép nha cả nhà. Giờ lột tép chẻ làm hai nữa. Mì nè cả nhà, cả nhà thấy có ngon không? Đó, mới bưng vô nè. Tại nãy mình xào ở ngoài nha cả nhà. Đó. Giờ mới ginh vô ha. Nhiều quá cả nhà, chắc mình không có lấy đem đi hết đâu, còn để nhà lại cho mấy nhỏ ăn luôn. Đó. Chứ ginh hết này nhiều lắm. Hầm tôm ngon quá. Cái bịch anh dùng hả anh? Cái hộp á. Đây, mình mua loại này nè cả nhà. Bánh phồng cua đặc biệt Sa Giang ha. Ngon nè cả nhà. Có nhiều tiêu cũng ngon quá. Này Lina ăn chắc bị cay á. Có tiêu. Tiêu nhiều. Đây nè cả nhà. Đây mình vớt ra cho vô cái giấy thấm dầu á. Ngon quá. Cho cả nhà coi chả giò mình làm ha. Nhà mình á thường thường rảnh á thì là làm rất là nhiều, số lượng nhiều có mình bỏ tủ đá vậy đó. Cái khi mình cần á mình chỉ lấy ra mình chiên thôi. Nó giống như cái này mình cuốn hay từng gòi nè ha. Đây chả giò với thịt ít gà cả nhà. Bây giờ mình lấy ra mình chiên nè. Đó. Mình cũng có thể chiên sẵn rồi bỏ tủ đá, mai mốt mình lấy cái mình hâm ăn thôi. Nhưng mà còn mình thích cái kiểu này hơn là để sống. Cả nhà, mình cho chả giò vô trong cái nồi này nè. Cái nồi này filter, phải lấy cái đũa. Cho cái thằng này nó ngập qua một chút. Là. Đó. Cái nồi này chiên chả giò nó mới ngon, nó ngon hơn cái kia của mình đó cả nhà ơi. Đó. Bây giờ đang chiên chả giò ha. Tô nước để mình trộn gỏi của mình. Trong đây mình có chanh với nước lạnh với đường, nước mắm với ớt ha cả nhà ha. Đó, mình chỉ nêm chỉ bao nhiêu đó thôi, mình nếm sao mặn mặn ngọt ngọt đó cho vừa ăn theo khẩu vị của gia đình mình thôi, chứ mình không có cần đo số lượng chính xác đâu nha cả nhà. Cái nước trộn gỏi hồi nãy đó mọi người, mình cho vô đây cho nó thấm, mình sẽ bóp. Ai thích hành tây thì cắt hành tây bỏ vô cũng được, cái người không thích thì không bỏ cũng được. Cái này hồi nãy cái ớt mình quên lấy cái hộp ra chắc bị cay lắm rồi cả nhà, hãy quên lấy cái hộp ớt bỏ, nghe mùi cay dữ luôn. Con nghe mùi cay không? Mùi cay. Mẹ bớt có nửa trái thôi đó, cắt có nửa trái rồi nhưng mà tại vì mình quên lấy cái hộp bỏ. Rồi bây giờ con đổ giá vô cho mẹ luôn, mẹ chọn giá luôn.
Tại cái giá này mình mua mình xào mì đó cả nhà, bây giờ nó còn dư một chơi trời như na làm gì vậy, nó còn dư một chút quá cho nên là mình trộn gỏi luôn cho nó hết điểm thôi nó hư. Tại giá này phải mua về phải ăn nhanh nó không nó mau hư lắm. Chắc mình lấy cái ớt này ra quá cả nhà, điểm thôi bị cay á, tại có cái bà làm chung á bả không có ăn cay được, thì mình bỏ chỗ này vô trộn như hồi mình bả ăn rất bả la làng. Rồi ha, ngon ha, giờ mình cho tép vô luôn đi. Đó. Cho tép vô đi cho nó trộn lên cho nó thấm. Rồi bây giờ mình sẽ cắt rau, cho rau thơm của mình vô nha cả nhà. Mình chỉ có mấy cái lá húng lủi thôi à. Nhà hết rau thơm để bỏ vô gỏi rồi. Rồi với mình cho cái hành tím mà sấy á. Đó, hành tím sấy đó là mình tự làm cả nhà. Mình thích ăn gỏi á, trộn ở đây đi vô. Ngon. Đó, mình sẽ trộn đều lên. Hơi bị ít rau thơm quá. Nhà còn hai bó ngò gí luôn. Tưởng đâu là còn húng lủi á, cho nên không mua. Đó, để giờ chiên xong rồi nè cả nhà. Đó. Thấy không? Thôi chả giò không, chả giò đông đá nè cả nhà. Nhưng mà chiên xong vẫn ngon đàng hoàng. Mới vừa xong rồi đây ha. Đó, bây giờ mình sẽ gói vô để ngày mai mình đem đi vô chỗ làm. Một mớ còn mớ để nhà cho mấy đứa con nó ăn. Đó. Này mình chiên này chắc 40-50 cái gì đâu đó quá. Không có đếm, 40-50 vậy. Cái này là tôm nè cả nhà. Tôm mình chuẩn bị mình làm mà tôm lăn bột á. Đây mình chuẩn bị ha, cái bột mình quậy xong rồi đây. Đó. Đây ha. Xong rồi bây giờ mình chuẩn bị mình chờ dầu nóng, cái là mình sẽ nhúng vô tôm, nhúng vô trong cái bột này xong rồi mình chiên. Nếu mà mỗi khi á mà có nhiều thời gian á là cái con tôm á mình sẽ gạch, dùng cái dao nhỏ. Mình sẽ gạch ở dưới này nè. Dưới đít cái chỗ này nè, cái con tôm này ha. Mình sẽ cắt, mà nó cắt không có quá đứt nhiều á, làm sao cho con tôm nó thẳng ra. Đó, bây giờ con tôm nó bị cong nè. Đó, mình sẽ cắt kiểu đó là con tôm nó sẽ thẳng. Nhưng mà bây giờ tối rồi, mình không có nhiều thời gian nữa cả nhà ơi. Cho nên là làm nhanh xong cái món này, cái đừng dọn dẹp rửa gái. Đó. Bây giờ mình chỉ để nguyên gì luôn, mình học hỏi cắt luôn. Ngày mai mình đem vô chỗ làm cho nên mình làm mỗi thứ món một chút. Đó, nó dính với nó cùng lên nó thấy không cả nhà. Để em lấy cái đũa trở anh nè. Lấy cái đũa trở. Để em thôi nó vàng ở dưới mà trên nó chưa vàng. Lúc này tối rồi, 8 giờ tối nha cả nhà. Làm thì chỉ giờ mấy món. Cơm rồi mì, rồi chiên bánh phồng tôm, rồi mấy chiên chả giò xong. Bớt gỏi. Rồi chắc này làm tôm lăn bột này, cái nữa là xong. Rồi vô mình sẽ múc ra chia phần để ngày mai mình đem đi. Ngày mai đi làm. Đem đi chồng. Đãi ngày mai 9 người. Rồi để em phải đi vô lấy cái đồ để lót thì để hồi chuẩn bị dớt cơm nha. Đúng rồi, thôi bỏ vô chung với chả giò luôn. Mình thấy ngon cả nhà. À, mình thấy ngon cả nhà. Đó. Mình không có bỏ vô nhiều nha cả nhà, tại vì bỏ vô nhiều nó sẽ bị dính á. Dính mấy con tôm nó dính lại với nhau nó sẽ không có đẹp, cho nên mình chỉ bỏ lần nhiều đây thôi. Rồi cái nó vàng chín xong mình vớt cho mình thả bỏ tiếp nữa vậy đó. Ngon cả nhà. Mà mình phải chịu khó trở qua trở lại cho nó vàng đều. Nhanh chín lắm, sắp xong rồi đó, sắp được rồi đó. À, trong cái tôm này mình không có ớt gì nha cả nhà ơi. Tại vì trong cái bột chiên á mình có ớt rồi, ớt chút xíu bột nêm rồi, với tiêu rồi, với ớt bột paprika đó.
Rồi với tí xíu bột nghệ nữa cho nó vàng vàng đó, cho nên là trong con tôm mình không có ớt, mình ăn tự nhiên, ăn tôm tươi luôn. Rồi vớt ra vàng cả nhà. Làm như con nãy không có đếm mà chắc ngồi đem theo cho đứa khoảng 2 con được rồi. Thì mình còn nhiều món, tới 6 món nữa mà. Cái này đi làm, nói ngày mai làm bao nhiêu món nó đem vô, tụi nó làm, tự làm chung nó nói mày bị khùng. Đối với tụi nó vậy là nhiều dữ lắm á, cả nhà ơi, tay không phải như mình đâu. Đây, mình vớt tôm ra nè cả nhà, thấy không? Vàng ngon ha. Đó, mình để chung với cái mâm chả giò luôn. Đây là mẻ thứ hai nè cả nhà ơi. Mẻ thứ hai sắp sửa được luôn rồi đó. Cái món tôm này là làm rất là nhanh luôn. Quậy bột rồi tôm mình nhúng vô thôi. Tôm ngọt quá chừng luôn cả nhà ơi. Mình không cần ớt gia vị đâu, tại mình nêm trong bột vừa ăn á. Rồi mình bỏ tôm vô bột thôi là mình ăn vậy nó vừa luôn. Ăn mùi tự nhiên, làm sao nó còn giữ cái mùi ngọt của con tôm á. Chứ mình ớt nhiều quá thì nó cũng hết biết cái vị ngọt của tôm nó ra làm sao rồi. Lina xuống kiếm phải không? Xuống kiếm mẹ phải không? Tại vì Lina thấy có dĩa tôm chiên. Lina thấy có dĩa tôm chiên cho nên chạy xuống. Ủa sao con lột nút áo hết trơn rồi? Ừ, không gài nút áo lại. Lina đang ăn gì vậy? Tomat. À, tomat hả? Tomat ngon không? Dạ. Đâu? Tomat đâu? Cho mẹ coi coi. Trời ơi, Lina ăn tomat kìa cả nhà. Tomat seri á. Tomat dạ, bé tí tèo á. Giỏi, Lina giỏi quá. Giỏi quá. Nó giỏi quá. Thì nó chơi ngoan nãy giờ để cho mẹ làm đồ ăn mới gì xong đó cả nhà. Tại con đang chơi với dì đánh giỏ. Ồ con chơi đánh giỏ với anh ba hả? Dạ. Vậy hả? Ừ. Anh ba có chơi ngoan với Lina không? Không. Ồ anh ba không ngoan với Lina. Lina thích ăn tomat vậy đó cả nhà. Cà chua. Cà chua bi á, cà chua bi mà màu vàng với màu đỏ á, trời nó thích lắm. Con ăn tôm không? Đó mẹ làm tôm xong rồi đó con ăn không? Ăn đi. Ăn tôm chiên đi, Ina được ăn đó. Cái này là Ina được ăn. Sao? Đó. Ina xin chào cả nhà, giỏi quá. Đây. Xin chào cả nhà mấy em. Chào cả nhà thôi, đâu có ai là em của con đâu. Nè, xong rồi cả nhà ơi, cho cả nhà coi nè, giấc này là 8 giờ đó nha mà mình mới làm xong đó ha. Đó là chiên chả giò xong. Rồi mì đồ này kia kia nọ xong, ăn hết rồi, rồi múc đem theo rồi còn dư nhiêu đó cả nhà. Gỏi ha cũng xong luôn rồi. Đó dư đó để cho nhà mai cha con nó nhà ăn. Rồi ở đây mình có tôm chiên nữa nè đó. Mình mới lấy ra dĩa chụp hình để thử cái miếng nhỏ thử. Ngon. Ở đây nó ngon quá cả nhà. Đây mì này mình để đem đi làm nè, đó, mà đem vô ha. Cơm nè, mà để đem vô chổng luôn. Gỏi để đem vô thì mình cho vô tủ lạnh này. Mấy cái này nó còn nóng á. Bây giờ xong hết rồi, bây giờ bắt đầu mình sẽ ăn uống dọn dẹp đó cả nhà ơi. Tối rồi, đó, vừa xong rồi đó, giờ 5-6 món luôn á, làm chỉ trong buổi chiều thôi đó. Rồi ngày mai mình đem vô chỗ làm để mình đãi tiệc phải đãi cho tụi làm chung ăn á, là tại vì chỗ này á mình đang làm trong viện dưỡng lão, mình làm được 5 rưỡi rồi. Bây giờ mình mới vừa được nhận luôn là vô biên chế là suốt đời luôn á cả nhà, là được nhận làm hoài tới chết luôn á. Cho nên phải làm tiệc đãi người ta. Hồi xưa mình làm trong một cái hãng giặt ủi 14 năm cả nhà. Rồi sau đó mình mới từ chức, mình xin nghỉ. Giờ mình đang làm chỗ này là chỗ mới. Bắt đầu giờ mình sẽ làm lại từ đầu ở chỗ mới này. Dạ con bye bye cả nhà, hẹn gặp lại. Giỏi con bye bye.